Vâng, xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của nhạc cụ Đàn Hương. Hôm nay mình xin làm một video test một cây đàn bầu cho một anh khách tên là anh Phòng. Anh Phòng có đặt một cây đàn bầu có lắp sẵn loa và âm ly mini ở trong đàn. Đây là một cây đàn bầu cao cấp, cây đàn bầu gỗ mun. Gỗ mun là một loại gỗ rất là cứng và chắc chắn, rất là bền. Bây giờ em xin test cho anh Phòng nghe thử từng tính năng một của nó để anh có thể yên tâm khi nhận đàn nhé. Tính năng đầu tiên là khi anh vặn to cái nút volume ở trên cái đàn này lên thì cái tiếng kêu của cái loa ở trong đàn nó sẽ kêu. Đó. Như vậy là đây là tiếng kêu của loa ở trong đàn. Anh có thể sử dụng to nhỏ tùy ý của anh. Đây là tính năng thứ nhất. Tính năng thứ hai là chơi đàn bầu qua loa nến. Mình sẽ cắm loa nến vào. Tính năng hoạt động hoàn hảo. Tính năng thứ ba là chơi qua loa kẹo kéo hoặc là âm ly karaoke. Tức là cả ba nguồn phát để cho đàn bầu đều hoạt động ổn định, không có cái nào bị vấn đề cả. Còn một tính năng cuối cùng đó là tính năng chơi nhạc beat trong đàn bầu. Cái tính năng này thì anh Phòng chuẩn bị là một sợi dây có hai đầu 3,5 giống nhau, một đầu cắm vào lỗ tai nghe của điện thoại và một đầu còn lại là cắm vào lỗ cắm của đàn, và lúc đó mình sẽ phát nhạc karaoke ở kênh YouTube ở trên loa của đàn bầu luôn, và mình sẽ chơi đàn bầu. Thì bây giờ em chơi cho anh Phòng nghe thử nhé. Em sẽ chơi một bài quen thuộc, bài Biển Tình. Đang cơ là một phương pháp karaoke vô cùng phổ biến, cho phép bạn chọn và hát các bài hát yêu thích từ trong thư viện. Một tí nữa. Còn nữa. To là một tí nữa thank you.
Ok, như vậy là em đã vừa test xong cái đàn bầu cho anh Phòng. Như vậy là anh Phòng có thể yên tâm khi nhận đàn rồi nhé. Vâng, xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ mua đàn cho kênh Nhạc Cụ Đàn Hương. Xin chào mọi người.